tình huống giao giáp xảy ra trên đoạn đường đông đúc xe cộ qua lại. Nam thanh niên đi xe máy cố lách vào khe hẹp giữa xe ben và xe khách. Hậu quả chiếc xe máy đổ xuống đường, còn nam thanh niên bị hai xe lớn kẹp ở giữa rồi kéo đi. Khi xe tải và xe khách dừng lại, nam thanh niên may mắn rút phần thân trên bị kẹp ra ngoài. Sau pha va dấp đầy nguy hiểm, có vẻ như anh ta không bị thương. Bị kẹp giữa xe khách và xe ben, nam thanh niên gây thót tim lúc lôi người ra ngoài. Trong khi đó, đoạn clip đang khiến nhiều người bàng hoàng, kinh Quảng Hải. Cậu này đi xe đần thế, suýt thì phải trả rét mướt đất rồi đấy. Nếu tai họa xảy ra, không chỉ nam thanh niên gặp gỡ họa mà nhiều người khác cũng bị dạ lây, tài khoản Lê Huế nhận xét. Xem thôi mà cũng toát mồ hôi, phen này thì chừa thói liều lĩnh nhé thanh niên. Thành viên Phong.